Sau khi lập nhóm và chọn bài hát trình diễn trong công diễn 1, 30 chị đẹp bắt đầu hành trình luyện tập và cùng nhau sống tại nhà chung. Ở buổi tiệc tối, lần đầu tiên, 30 nữ nghệ sĩ trải lòng về những câu chuyện chưa bao giờ kể. Theo đó, Lưu Hương Giang và Vân Hugo tiết lộ từng bị bạo lực học đường, Diệp Lâm Anh mắc phải căn bệnh trầm cảm cười. Diệp Lâm Anh cho biết, biểu hiện của trầm cảm cười chính là khi đối mặt với những khó khăn của thế giới xung quanh, mình luôn muốn mình mạnh mẽ và vui. Tuy nhiên, khi đối diện với chính mình, mọi thứ đều ngược lại hoàn toàn. Phạm Lịch bất ngờ chia sẻ chuyện bị hủy 3 show trong một đêm vì mắc ca sĩ TikTok. Khổng Tú Quỳnh, Nguyên Hà cho biết đã từng trải qua khoảng thời gian mắc chứng rối loạn lo âu. Phương Vi với nỗi ám ảnh về vóc dáng và sợ bị người khác chụp hình, nhấn mạnh khi tham gia chương trình này, các chị đẹp sẽ vượt qua hết những nỗi sợ và chứng minh người phụ nữ sau 30 tuổi rất mạnh mẽ. Sau khi nghe các câu chuyện, ca sĩ Mỹ Linh đã an ủi các chị đẹp đàn em và động viên, đời vẫn đẹp nên hãy vui tươi lên. Trước khi bước vào công diễn 1, 30 chị đẹp thực hiện thử thách tập luyện để giành quyền ưu tiên trong công diễn chính thức. Tối ngày 18 tháng 11, Hương Giang tung MV hot hòn họt, lần đầu kết hợp cùng nữ ca sĩ Sabi Rose là tác giả ca khúc. MV được đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc sáng tạo Dennis Đặng thực hiện. Khác với những ca khúc ballad nhẹ nhàng, gắn liền với hình ảnh yêu kiều trong các MV trước đây, Hương Giang trong lần trở lại này nóng bỏng và quyến rũ. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự thay đổi của nữ ca sĩ, cũng là dòng nhạc mà cô rất yêu thích.